Sáng 20 tháng 11, sương muối xuất hiện phủ trắng cảnh vật khu vực đỉnh núi Phan Xipang, Sapa, Lào Cai. Nhiệt độ tại đỉnh Phan Xipang được ghi nhận khoảng 0 độ C. Băng trắng phủ khá dày trên đỉnh núi. Theo thông tin dự báo thời tiết, nhiệt độ tại các tỉnh khu vực Trung Du miền núi phía Bắc giảm sâu, trong đó tại đỉnh Phan Xipang, Sapa, Lào Cai vừa đón đợt băng tuyết đầu tiên trong năm, nhiệt độ giảm sâu chạm dưới mốc 0 độ C. Dự kiến trong những ngày tới, thời tiết vẫn giảm sâu, xuất hiện băng tuyết. Theo quan sát, sương muối xuất hiện với cường độ nhẹ, trải đều một lớp mỏng trên đường đi, bậc đá lên xuống sàn gỗ điểm ngắm cảnh trên đỉnh Phan Xipang. Khi có mặt trời lên, nhiệt độ gia tăng, lớp sương muối tan dần. Dự báo đêm về sáng ngày 21 tháng 11, nhiệt độ trên đỉnh Phan Xipang vẫn ở mức thấp, khả năng sương muối phủ trắng nơi đây lại tiếp tục xảy ra.